Hiện tại là bác sĩ đang dùng cái để đẹp đây à? Vâng. Để mà băng lại à? Vâng. Bác sĩ là bảo bị như thế nào? Bị đây không thẳng máy nhỉ. Cho được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mời trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đến nhà của hai anh em Hải Sử mồ côi cô bác ạ. Ở video trước thì các bác cũng đã theo dõi được rằng là quá trình mà em Sử đi vào chợ đấy là không may là em ấy có bị tai nạn xe máy. Thì lúc đầu thì về nhà là theo dõi nhưng mà sau là về em ấy bảo là đau quá thì cháu Lực cũng đưa em ấy là đi xuống trạm xá. Thì đến buổi tối này cô bác này thì là em Sử là cũng về đến nhà rồi ấy, nhưng mà tuy nhiên thì là về đến nhà thì là em ấy bị là thấy bác sĩ bảo là bị đầu gối là bị chật khớp cô bác ạ, bị chật khớp cho nên là nắn lại và nẹp lại cô bác, thành ra là không cho em ấy ở vào trong trạm nữa, là cho em ấy đi về nhà. Thực sự ra ở trạm ở trên xá thì nó cũng là gọi như là đầy vật tư đầy đủ thì nó cũng không có, thành ra là người ta cũng không có cho nằm ở trạm nữa và người ta là cho em Sử là đi về rồi. Có nói với cháu được rằng là bây giờ thì bác sĩ nẹp cho xong thì là đợi tầm là 1-2 ngày nữa là nếu mà em cảm thấy là không có đau nữa thì là bỏ băng ra. Đấy, bỏ đến lúc nào mà bỏ băng ra thì là xem là em ấy có đi lại được không. Nếu mà chưa đi lại được thì có thể là em ấy là bị nghiêm trọng hơn. Và bác sĩ cũng có nói rằng là ở trên xá, ở trên trạm ấy thì là không có chỗ này để chụp X quang hay là chụp siêu âm gì cả, chụp X quang của bác ạ. Và có nói là độ tầm nếu mà khi nào mà em Sử mà khỏi đấy thì cũng nên là đi chụp chiếu lại thêm một lần nữa, sợ rằng là phần xương nó bị vỡ hay là như nào đấy cô bác ạ. Thì bây giờ xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của hai anh em Hải Sử của bác nhá. Hiện tại thì trời mưa khá là nhiều của các bác ạ. Bây giờ thì cũng độ đâu đó là tầm là 5-6 giờ chiều rồi. Đấy, tuy nhiên thì chắc là cũng rất là nhiều và cô bác cũng quan tâm, cô bác cũng muốn biết là cái tình trạng của em Sử là hiện tại là như thế nào. Thì cháu Lực cũng lên và ghi hình cho các bác là cùng biết. Đấy, rất là may là xương của em là không có bị gãy. Bác sĩ còn nói đấy cô bác là bị là phần đầu gối thôi. Sợ là nó bị chật khớp ấy, cho nên là bác sĩ cũng đã nẹp lại cho em Sử rồi. Có vẻ như là các em đang ăn nấu cơm hay sao rồi. Vừa ra đến đây là trời mới vừa mưa luôn các bác ạ. Đi nhanh nhanh lên thôi. Trời mưa thì đường đi mọi cái thì rất là khó khăn. Ô, Peo à? Peo lấy nước ở đây à? Mưa quá Peo ạ. Nước ở đây lấy để uống hay là để làm gì? Lấy uống à? Nước sạch rồi nhỉ? Nó có một tí cắt nào đâu? Nó vẫn có một tí ấy. Vẫn có một tí à? Không thể tránh khỏi được nhỉ? Mà mình đổ được, mình đổ hết đấy. Ờ, mà nó bị đặng lại cái phần cái phần ở đấy đó nhỉ? Peo nó cơm à? Nước về ấy. Đây là bạn học của cháu Lực năm lớp 9 của bác này. Hiện tại thì là vợ con này đủ hết rồi. Vợ thì được 6 tuổi giao rồi ấy. Nhà của bạn ấy là ở phía bên kia. Mưa quá, chạy. Cái này không để rẻ đâu nữa à? Đâu không bây giờ ấy? Có. Có á? Đây, xin chào con của bà đấy. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Ở video trước thì khi mà anh ghi hình là em bị ngã xe đấy. Vâng. Là rất là nhiều cô bác anh chị là có quan tâm tới em ấy, nhưng quan tâm tới em hôm qua thì là cho Đức cũng đưa em Sử là đi vào trạm. Cái này thì hiện tại là bác sĩ đang dùng cái để đẹp đây à? Vâng. Để mà băng lại à? Vâng. Bác sĩ là bảo bị như thế nào? Bị đây không thẳng máy nhỉ. Ở đây không thẳng á? Vâng. Không thẳng là dùng nẹp lại à? Vâng.
Cháu bé có vẻ sủa ghê đấy nhỉ, cháu bé này. Vâng. Thế là bây giờ là đi lại là khó khăn đấy nhỉ, dùng để nẹp ấy. Bác sĩ bảo tầm bao nhiêu ngày tháo có biết không? Bác sĩ có dặn em không? Không dặn đâu. Không dặn à? Vâng. Đó là bác sĩ là dặn cháu được rồi là không có dặn. Bác sĩ cũng có nói rằng là lúc nào mà tháo băng ra đấy là phải, nếu mà phải đi chụp để cho nó chắc chắn là không bị sao ấy, là phải đi chụp, đi chụp thêm một lần nữa. Vâng. Còn là đi chụp, chụp này thì đi cũng khá là xa. Này bác sĩ có cho thuốc để uống không? Có ạ. Có à? Vâng. À, cũng mong rằng là sau khi mà bác sĩ nẹp xong thì chân của em sẽ đỡ hơn. Đây thì hiện tại là thưa cô bác là đang bị là bị chật khớp đúng không? Bị chật đúng không? Vâng. À, bác sĩ bảo không bị thẳng à? Vâng. À, chắc là lúc mà em ấy bị ngã xe ấy, thành ra là cái khỉu đầu gối này đập vào cái phần đường, thành ra là nó dẫn đến là bị chập, bị bong gân này. Ui, chỗ này bị sưng rồi. Vâng. Đây hiện tại là những cái chỗ này còn đang bị sưng khá là to đúng không? Đêm đi ngủ thì có đau không? Đêm qua có đau không? Vâng. Hả? Không đau mấy giờ. Không đau mấy rồi à? Vâng, nhưng mà đi thì vẫn đau. Đi, thế thì bây giờ là từ từ đi lại được, từ từ đi lại nhá. Vâng. Độ tầm là bao giờ, lúc nào mà chỗ này, những chỗ này hết sưng này thì là bỏ ra. Vâng. Hôm nay là mới nẹp được hôm đầu tiên nhỉ? Vâng. Hiện tại thì là em sự là đang chân của em đang bị dùng để nẹp rồi cô bác ạ. Và bây giờ thì con đang làm một làm ruộng nữa nhỉ. Vâng. Nếu mà không làm được ấy, thì là thuê người ta cày ở dưới kia. Vâng. Đó. Một máy cày thì mình có rồi, chỉ thuê người ta là đi làm thôi. Vâng. Hải thì đi đâu rồi Hải ấy? Hải đang nấu cơm. Hải đang nấu cơm à? Vâng. Mấy cái chỗ kia thì là không bị sao đâu chứ. Tay 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 ông nội chỗ này thì không bị sao rồi đây. Tay sẽ khỏe rồi. Tay này thì có vẻ như là nó đang đi vào đi vào hồi phục rồi. Hầu như là những cái vết thương của em thì là đòn bị ngoài da là nhiều thôi, mỗi chỗ gọi là đầu gối này là bị phần là xương. Phần xương thôi. Bây giờ thì lại phải mất thêm một tuần nữa để mà ở nhà là chữa trị rồi đấy. Vâng. Không thể mà đi lại được nữa. Bây giờ thì không đi lại được thì một mình em Hải là em sẽ làm là vất vả hơn một chút rồi cô bác ạ. Ông thì đã lên thăm chưa? Chưa đã. Ông chưa à? Vâng. Thế ông có biết là hôm nay là em về chưa? Không biết đó. Ông không biết rồi à? Vâng. Thế chắc là một tí nữa ông mới lên đấy nhỉ. Vâng. Hiện tại thì là ông chưa biết đấy. Ông thì cũng mấy hôm nay thì em Hải chắc là cũng không lấy được là cỏ trâu, thì ông là ở nhà làm là ông là lấy hộ luôn cả các em chung một chuồng cô bác ạ. Nấu cơm xong chưa Hải? Xong rồi. Xong rồi à? Anh xử ngồi đây nhá. Vâng. Anh có đi lại nhiều nhá. Vâng. Bác sĩ mới đẹp ấy, chỉ trừ phi lúc nào mà đi về đi vào ngủ thôi. Vâng. Đấy. Có cái cây trống chưa? Không có. Không có á? Đấy là một tí là phải làm thêm là cái cây trống để mà đi đấy. Vâng. Xem em Hải nấu cơm một chút nè. Có cả em này vẫn ở cùng à? Vâng. Nấu cơm chín chưa Hải? Chín rồi. Chín rồi à? Vâng. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Chỗ này bị làm sao ấy? Bôi bôi rồi. Sao đó? Chắc là chơi bếp lò là mặt là hơi bị dính dính một chút. Em trai này là tối qua là ngủ với anh Hải luôn à? Tóc này dài nhờ, như kiểu để bướm ngựa ấy. Bây xử thì bây giờ cứ ngồi một chỗ thôi này. Ôi, anh cẩn thận nhá, không phải để anh ngồi đâu mà. Lại những chỗ này thì là bị sưng hết lên rồi này. Đi tắm mọi cái thì cũng khá là khó khăn đấy. Hai anh em là vội vàng ăn cơm xong là em Hải lại đi xuống ấy xem trâu bò rồi cô, trâu rồi cô bác ạ. Em xử thì vừa rồi là cháu Lực cũng cùng em Hải là dắt em ấy là đi vào phòng ăn nằm rồi.
Anh Sử bị như thế này thì Hải có thương không? Có ạ. Có à. Thương. Thế là mấy hôm nay là phải vất vả hơn thôi nhờ. Vâng ạ. Ủa, chỗ này lại nước này xò ra rồi à? Vâng. Hiện tại thì sương mù khá là nhiều này cô bác này hiện tại. Cái ruộng ở dưới kia thì mưa như hôm nay thì liệu là có nước chưa? Có một tí thôi ạ. Có một tí thôi à? Vâng. Tức là vẫn chưa để mà làm được nhỉ? Vậy vâng. Bây giờ có nhiều thì mới làm được nhỉ? Vâng. Ủa, nước ở đây nhiều hơn. Ông như không ở nhà thôi. Vâng. Ông không ở nhà thì đi vào nhà làm gì nữa? Lấy liềm ạ. Xem có cỏ không? Thấy cái gì cơ? Xem có cỏ không? Định đi cắt cỏ á? Vâng. Đi cắt cỏ trong này á? Xem có cỏ không? Xem là ông đã đi cắt chưa? Đây có à? Đây có rồi. Lấy cỏ ra sau luôn. Vâng. Có này thì có nhiều này thì làm sao mà đi cắt nữa rồi. Bây giờ mưa rồi. Vâng. À, ở đây có vẻ như tụ tập nhiều thanh niên đấy nhở. Chỗ này là chỗ mà có mạng cô bác cho nên là đấy là con là chú là 4 người ở ra đây. Chỗ này là ông định làm gì đấy? Chú che phân ông à? Ông che phân thôi ạ. Che điện thoại à? Thứ nhất là đi vào chỗ này là mối chỗ này là có mạng thôi cho nên nhà là ngồi ở đây. Phương tiện là trên này là có cái mái che nữa. Còn kèm theo cả khó khăn hơn nữa. Thì ra là đi lại nó cũng lại khó khăn hơn. Ngô này sắp lên lấy rồi nhờ. Vâng. Ngô này thì có phải là ngô nếp không? Không phải đâu. Không phải đó. Vâng. Là ngô bình thường thôi à? Vâng. Cái dàn su su này thì có quả chưa? Chưa biết đâu. Thế là của ông trong thôi nhờ. Vâng. À đây ông này thôi. Thôi hả mấy gì? Ông thì ăn cơm xong rồi cô bác ạ. Vào nhà ông một chút. Thế tới mai chê bạn à? Ở phải lắng lắng ảo nữa. Thế là ông là vừa đi nhà chú về. Ôi hôn này dài nào nó dài hôn này à? Bạn bên dân nửa góc nhau như thế này bạn à? Ông là vừa lên trên nhà chú là chơi về đúng không? Ủa thế điện thoại Hải là sạc ở đây thôi à? Vâng. Không sạc ở trên kia à? Trên kia nó không đi pin một tí. À cái sạc trên kia hỏng à? Vâng. Thế là phải mua lại cái sạc mới thôi nhỉ? Vâng. Bé giấy tỏa. Nhẹ ẩu. Hả? Nhà chiến đối ẩu. Nhà chiến đối chiến ẩu á? Cứ kêu một nhà chiến nào. Ờ, lá tổ néo. Vậy anh với Hải đi nhỉ? Vâng. Tôi vừa hỏi ông là hai cho hai anh em xin một chút là rau bí này. Hãy không là không đi nhanh là một tí là mưa lớn đó. Vâng. Ôi, Hải xong ngà à? Trên. Chơi luôn nhỉ? Vâng. Để
không hái nhanh là một tí mưa đấy Hải ơi. Vâng. Cây ngô này còn là cây cao nữa chứ, cây ngô này. Này bây giờ là cũng đến đến là sắp tàn rồi Hải nhỏ đấy. Vâng. Thấy là ngô là chín rồi. Như là ông là cũng hái nhiều rồi sao? Vâng. Hay là không có nữa, ra tít duyên này mới có. Ủa mấy quả dưa rơi dưới đất kia con chuột nó không ăn à? Không biết ạ. Đến cái mùa mà có dưa mèo đấy, nó nằm ở trong ruộng ngô lăn lóc lóc ở đây. Có vẻ như đi sắp hết ruộng ngô sao rồi. Vâng. Chứ nhà là lợn là cho ăn hết rồi chứ? Cho ăn hết rồi ạ. Ở đây này có những con mà hôm nọ Hải đi lấy bộ con bọ xít này. Vâng. Con này là nó chất độc của nó rất là mạnh. Nó không để mà chết người nhưng mà nó mùi lắm. À lên trên này có một bãi này. Trên này thải cho nó dễ dàng hơn. Ôi, cái này có quả đào này Hải. Vâng. Hai quả, ba quả đây, đỏ lót rồi. Vâng. Phía bên này thì là hôm nọ cũng trồng là vài cây cây lê này các bác này. Cây lê này hôm nọ là bác Chiêm là đưa tận bác Hà ra trồng. Không biết là có bị chết cây nào không. Nhưng mà nếu mà không có trâu bò, nếu không có con gì động vào là nó không bị chết đâu. Được nhiều chưa Hải ơi? Được một tí chưa ạ. Đây. Ừ. Thế thôi, đủ rồi. Vâng. Dạ. Vâng. Mưa quá, chứ không là tí mai lại ốm ấy. Vâng. Giờ mưa nhiều quá mai lại ốm rồi. Đây có quả non thôi. Này. Vâng. Hải đi đi để anh ăn đóng cửa không? Được chưa? Đi trước đi.
Là tiết điều gì ạ? Ôi, lại tạnh mưa một tí hả? Vâng. Ôi, là mưa nhiều quá, bây giờ lại tạnh mưa rồi. Đi. Có rửa chân không? Không cần đâu. Hải là được nghỉ hè đến tháng mấy đấy Hải? Không biết đâu ạ. Không biết á? Cô giáo bảo là khi nào thông báo thì đi chưa ạ? Thông báo đi mới được đi á? Vâng. Và thông báo là gọi điện cho anh Sử à? Vâng. Cô giáo pha giấy tờ. À. Phát là gửi giấy về á? Vâng. À, về cái vết thương của em Sử ấy thì là trạm thì chắc là cũng chỉ người ta cũng chỉ là trạm là người ta băng bó xong là người ta cho về thôi, chứ nếu mà nặng quá là người ta cũng gửi đi để mà đưa đi xuống huyện rồi. Đây, có lẽ là em chỉ là bị gọi là chật khớp nhẹ thôi. Cái này là sắp thành một hàng rào đấy nhở? Vâng. Cái gì đấy? Siêu ống ấy. Cái phần bên này thì hiện tại là cứ trời mưa vào là nó bị chảy vào phía bên này được các bác này một chút rồi. Thì để bây giờ mà chân em Sử khỏi rồi, em mới làm xong phần ruộng rồi thì cho được xé làm lại cái phần này thêm một chút. Cái phần này thì có thể là làm lại thì cái quả này thì cũng được là bà An Phạm là bà ấy gửi các bác nhé. Làm cái phần mái trên này là còn dư ấy. Cái này là đi từ đâu lấy về đấy Hải? Đấy à. Tịnh chính kia thôi. Em thả con chó lên kia xuống. Đóng cửa đi, mưa này không cho nó vào nhà đâu. Vâng. Tắm rồi cho nó ở ngoài đây. Không cho nó vào nhà đâu. Tôi nhìn thấy Hải là nó quấn lắm nhờ. Vâng. Cái này là ai đi lấy hả Hải? Đấy là em ạ. Em đi lấy á? Vâng. Nên đi lấy một ngày hay là bao nhiêu lâu? Lấy 2 ngày. Lấy 2 ngày á? Vâng. Xong rồi anh Sử đi trở về à? Vâng. À. Cái máy này còn dùng tốt không? Có ạ. Có à? Vâng. Máy này là lấy từ nhà dưới lên các bác ạ. Máy là thái rau lợn á. Ôi, cái này mở ra kiểu gì á? Ở đây. Ôi, bị kẹp cái gì đây này? Kẹp cái quả dưa mèo. Thái này là cẩn thận nhá. Vâng. Đừng có để tay vào đây quá nhá. Để vâng. Đây thôi. Máy này là lấy ở nhà cũ lên à? Vâng. Ông không có lợn để dùng để cho à? Vâng. Máy này trước ai mua về? Cho bà cho mướt bà mua ạ. Trước bà cho mướt à? Vâng. Ồ, thế là cái máy này cũng khá lâu đấy, được tầm là hơn 1 năm rồi nhỉ? Vâng. Bà có em là mướt được hơn 1 năm rồi. À, hiện tại thì em Sử là đang nghỉ ngơi rồi bác, có gì của trái mình ngơi cho lúc sẽ không có ghi hình thêm nữa. Và cũng cảm ơn các bác đã quan tâm tới hai anh em đấy, và cái tình trạng của em Sử là bị như thế nào thì cháu được cũng đã cập nhật lên cho các bác là cũng biết rồi đấy. Rất là may là xương của em là không có bị gáy của bác ạ, là chỉ gọi là bị chật khớp thôi, cho nên là bác sĩ cũng đã dùng nẹp để mà nẹp lại rồi. Độ tầm là mấy hôm nữa thì khi nào mà bác sĩ bảo tháo rồi thì cháu được sẽ cho em Sử là tháo ra. Ra thì nếu mà khỏi rồi là vẫn làm được việc rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là bác sĩ vẫn nếu mà để chắc chắn thì là đi chụp chiếu một lần cho nó an tâm, để đến lúc đấy thì khi nào mà công việc của nhà em Sử ấy mà đỡ hơn rồi thì cháu được sẽ cho em Sử là đi chụp thêm một lần nữa xem là
em có bị kiểu như là bị đầu gối này nó bị phần xương này nó bị vỡ hay là nó bị nứt không đấy, còn chưa biết, nó không biết là bị ảnh hưởng như thế nào ấy, chỉ sợ rằng là sau này mà khi mà em đến tuổi rồi thì nó bị ảnh hưởng thôi. Đấy, mấy hôm nay thì là mệt hơn nhà, vất vả hơn. Vâng. Buổi tối nay thì là có bạn kia là ngủ không à? Vâng ạ. Thế tối như này thì anh xử mà làm sao thì là điện cho anh nhá. Vâng ạ. Và nhớ là điện cho anh chứ không là đừng có giấu giếm nhá. Vâng. Có những chuyện gì thì là làm sao mà, như thế nào thì anh còn biết mà lên mà xử lý nhá. Vâng ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở video tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Chào hài, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thank you.